Xin chào tất cả các skincare lover đã đến với Trang Skincare. Hôm nay mọi người có thấy có gì lạ không? Chắc chắn là thấy rồi đúng không? Bởi vì hôm nay Trang không có quay vlog alone một mình nữa rồi, mà hôm nay thì Trang có một vị khách mời rất là đặc biệt đến cùng quay vlog với tụi mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem coi là bạn ấy là ai nhá. Thì bạn có thể giới thiệu một chút về mình cho tất cả các skincare lover của Trang biết được không? Xin chào các bạn, mình tên là Hưng, năm nay 26 tuổi. Mình tới từ Lâm Đồng. Và Hưng có thể chia sẻ với mọi người biết được là lý do tại sao mà hôm nay Hưng đã có mặt ở đây được không? Mình là một người theo dõi chị Trang ở trên YouTube. Và nhờ những cái kiến thức mà skincare thì mình đã bớt mụn hơn. Cho nên nó giống như là một cái cơ duyên. Thì hôm nay mình có mặt ở đây với Trang. Và Hưng nhận được một lời mời của Trang. Chắc cũng mới gần đây thôi Hưng ha. Thật ra là lúc đầu Trang cũng rất là lo lắng, không biết là Hưng có chịu xuất hiện hay không. Bởi vì khi mà Hưng tìm đến Trang thì cũng một cách nó rất là kín đáo đúng không? Nó cũng rất là kín đáo. Nên là Trang cũng lo là kêu là không biết là Hưng có đồng ý hay không. Nhưng mà rất là may mắn Hưng đã đồng ý rồi. Và để cuộc gặp mặt ngày hôm nay nó trở nên thú vị hơn, thì Trang nghĩ là tụi mình sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi. Đó là trò chơi nói thật. Thật ra đương nhiên là hai chị em đã phải trao đổi trước với nhau rồi, không phải là trao đổi nên theo kịch bản như thế nào, mà gọi là trao đổi cái cách chơi như thế nào. Nhưng mà tụi Trang sẽ phổ biến lại một chút xíu cho mọi người cùng biết nhá. Đó là chúng ta sẽ chơi trò chơi nói thật. Trong tay Trang và Hưng thì có đáp án của 5 câu hỏi. Và trong đây thì có đáp án A và B. Thì sẽ có một cái là nói thật, một cái là nói xạo. Nhưng mà tụi Trang không hề biết là cái nào là thật và cái nào là xạo của nhau hết. Thì đứa nào mà winner chiến thắng, chọn đúng đáp án thì sẽ không bị gì hết, ngồi xem đứa kia bị trừng phạt. Và cụ thể thì sẽ bị trừng phạt bằng một trong ba cái ly nước có mặt ở đây, mà Trang cũng không biết chính xác là nó có vị như thế nào nữa. Tụi mình cũng chỉ biết là ở trong này nó có muối, gì giấm và đường hả. Nói chung là nghe đồn là như vậy đó mọi người. Còn thực hư thì lát hồi bị phạt sẽ biết. Và bây giờ thì mọi người sẽ cùng tham gia với tụi Trang nhé. Bởi vì thông qua câu chuyện này thì Trang nghĩ rằng là không chỉ là mang tính giải trí không cho vui, mà là tụi mình sẽ chia sẻ thêm về cái việc điều trị mụn của Hưng như thế nào, để từ đó sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn đang bị mụn mà xem vlog của Trang, thì các bạn có thể tự tin hơn để điều trị mụn. Bây giờ tụi mình cùng bắt đầu nhé. Round 1. Bây giờ Hưng sẵn sàng chưa? Trang sẽ giành chiến thắng. Lupa các chị hãy ở đấy. Ok, bây giờ tụi mình phải đổi đáp án với nhau đúng không? Rồi, đây là đáp án của Trang, còn đây là đáp án của Hưng. Bây giờ tụi mình sẽ đổi cho nhau. Câu hỏi đầu tiên là relationship hiện tại của bạn đang như thế nào? Hưng có đáp án là độc thân và có người yêu. Trang sẽ đoán là khó nhỉ. Thôi đoán tạm đi là độc thân. Trang nghĩ là sai rồi đó. Đúng. Ok, rất là con nam nhá. Trên tay Hưng hai đáp án. Đó là của chị Trang là đính hôn và hẹn hò. Mình nghĩ là đính hôn. Sai rồi, bị lừa rồi. Trang chỉ mới hẹn hò thôi và hiện tại là Trang đã quen bạn trai chưa được 4 năm rồi, nhưng mà tụi Trang chưa có đính hôn. Và được rồi, bây giờ trước khi mà mình trao đổi về cái này thì chắc là phải uống một tí đi. Bây giờ trên bàn có 3 ly đó, Hưng chọn đi. Uống hết. Ừ, uống hết luôn. Oh no. Tại vì chắc nghĩ là nếu mà có giấm thì chắc là mọi người cũng đã pha ra rồi. Uống hết thôi, một trong 3 ly này. Cảm nghĩ một chút về cái ly vừa rồi đó là cái gì? Ly vừa rồi là nước muối. Siêu đậm đà. Cái gì? Một ly nước muối siêu to, khổng lồ. Ok, tại vì thật ra thì thông qua cái chuyện mà relationship ạ, thì mình cũng có thể nói một chút xíu về cái trải nghiệm của mình trong cái giai đoạn mà bị mụn. Trang thắng đúng không? Trang sẽ chia sẻ trước ha. Thì cái giai đoạn mà Trang bị mụn cũng là cái giai đoạn mà Trang với lại người yêu cũ chia tay. Và chắc là một số bạn nên biết thì tụi Trang quen nhau 8 năm và cũng tính là đã từng nghĩ đến chuyện là sẽ đính hôn và kết hôn với nhau. Thì cái giai đoạn đó tụi Trang chia tay nhau và nó tác động đến làn da của Trang rất là nhiều. Kiểu như là mình mất ăn mất ngủ, đêm thì khóc, xong rồi thức khuya, tóc rụng, sụt ký, và kèm theo đó là việc bỏ bê làn da. Thì mọi người biết là lúc mất da của Trang rất là kinh khủng. Và gần như là cái giai đoạn mà Trang vượt qua cái chuyện điều trị mụn đó là đương nhiên là không có người yêu,
sẽ kiểu rất là cô độc, tại vì là ngày trước mặt mình không bao giờ bị nhiều mụn nhiều như vậy hết. Thì mình đã là cái người mà đang làm về cái mạng làm đẹp rồi, mặt mình bùng mụn như vậy thì mọi người vừa là kiểu mình bị mất cái uy tín của mình đi á, xong rồi mọi người cũng body shaming khá là nhiều, nói ra nói vào nhiều. Nghĩ lại cái khúc đó cũng rất là tủi thân, nhưng mà bù lại là cho tới thời điểm hiện tại á, với bạn trai mới của Trang thì kiểu cũng tâm lý. Thiệt ra mà nói mà da Trang đẹp hoàn toàn thì cũng không phải đâu, có những cái giai đoạn mà mình cũng vẫn stress công việc, mặt mình vẫn bị lên mụn, nhưng mà không bao giờ mình bị nói những cái câu kiểu tủi thân là ui sao da em ghê vậy hay là gì đó, mà lúc nào cũng bảo là không sao, nhìn xinh mà, không sao, lâu lâu bị lên mụn thôi mà. À mà có một cái chuyện là phải bóc phốt bạn trai Trang hiện tại, bởi vì da bạn trai của Trang hiện tại rất là đẹp, không dùng gì hết, nhưng mà không bao giờ lên một hạt mụn nó luôn đó. Đúng là kiểu như là da con nhà người ta đó. Còn hơn như da với cái relationship của mình hiện tại thì trong giai đoạn điều trị mụn thì có trải qua cái cảm giác gì không? Nó cũng bình thường như mọi lúc vậy thôi. Không có gì khác gì. Thế là đã ở lâu chưa? Cũng lâu rồi. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là có bị mụn hay không thì cũng vậy, nó cũng không thay đổi hết. Nhưng mà mình cũng lạc quan hơn, em thấy là như vậy thì mình cũng không bị ai nói nhiều quá. Với lại là Trang nghĩ cũng hay ở chỗ là kiểu như nhiều bạn á thì do có người yêu nên các bạn đẹp là vì các bạn nghĩ rằng là đẹp cho người yêu mình. Thì Hưng nghĩ sao về cái điều mà đẹp cho người yêu mình và kiểu đẹp cho mình á? Mình không yêu ai thì mình cũng cần phải đẹp vậy. Thì theo Hưng thì Hưng thấy sao về hai cái suy nghĩ đó? Đẹp cho người yêu mình thì cũng ổn thôi, nhưng mà em thấy là mình nên đẹp cho mình. Tại vì nếu mà không lẽ đời sau này chị ta người yêu mình lại xấu lại hoặc là nói như vậy thì hơi cực đoan, nhưng mà có đó, Trang ngày xưa là vậy đó. Kiểu là cái vẻ đẹp của mình mà lại phụ thuộc vào người khác thì em cảm thấy nó sẽ không có bền. Trang cũng nghĩ vậy, kiểu như là kiểu love yourself chứ, không đẹp cho bản thân mình trước rồi thì lúc đó kiểu như là mình có người yêu thì bonus thêm một tí hạnh phúc, còn nếu mà kiểu không có người yêu thì vẫn happy bình thường, đúng không? Ok, cái này đồng quan điểm nhau. Bây giờ sẽ sang câu hỏi thứ hai. Round 2. Hưng có cảm xúc gì chiến đấu hơn so với lúc round 1 chưa? Hy vọng không phải uống được. Điều đó đồng nghĩa việc là Hưng nói rằng hy vọng Hưng sẽ là người chiến thắng. Rồi, câu thứ hai của Thủy Trang là bạn đã từng bao giờ sử dụng kem trộn chưa? Hưng đoán trước đi. Câu A là rồi, B là chưa bây giờ. Em chọn câu A. Rồi. Đúng. Câu của Hưng mới khó đoán là tại vì nghe nó rất là A, đã dùng một chút rồi bỏ. B là chưa bao giờ dùng. Trang chọn đáp án A, đã dùng một chút rồi bỏ. Em chưa bao giờ dùng kem trộn. Trời ơi, tại sao ghi như thiệt vậy? Đã dùng một chút rồi bỏ, đọc là nó là giống thiệt. Tại vì em biết là dễ cái lộn em mới gây. Mọi người thấy cái sự tinh mang của subscriber của em thì ok, phải. Trang sẽ uống. Hy vọng Trang sẽ may mắn. Hồi nãy là Hưng chọn cái ly này, nó bị dính trưởng rồi. Để Trang sẽ chọn cái ly có đậy nắp. Bỏ sữa đi. Trang đoán là đi giống. Ok nha mọi người. Không uống hết phải thực hiện thử thách. Cứ là cái ly nước muối. Vẫn mặn như vậy. Nó vẫn mặn như vậy, kinh quá. Vừa nãy em phải uống hết gần một ly. Mà hồi nãy cái ly nó đầy. Đúng không? Bây giờ nên uống hết không ta? Còn không. Thôi để bây giờ cố gắng đi, mới vô round 2 không lẽ trời tới 5 câu ạ, rớt round 2 bỏ cuộc kỳ đúng không? Nước lọc. Cho đi nước lọc với. Trang bỏ cuộc. Trang xòa nó rỡ ghê luôn. Một nỗi đau cả hai người cùng đấu đúng không? Nó ghê lắm luôn mọi người. Ok, nói chung là Trang bỏ cuộc rồi đó, nên là chấp nhận hình phạt từ Hưng. Hy vọng là Hưng đưa ra một hình phạt vào đó mà sau cái cuộc gặp này mình còn duy trì tình cảm tốt đẹp. Rồi ok, nói đùa vậy thôi chứ đã chơi là phải chịu không nào. Hình phạt là gì? Bây giờ mình sẽ vẽ lên mặt cho Trang. Ok. Đây.
mặt cười đúng không, mặt cười nhẹ đó, nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng. Không sao, vậy thì mình tiếp tục duy trì mối quan hệ. Nói một chút đi, thì Hưng có thể chia sẻ cái quan niệm của Hưng về kem trộn được không? Mà tại sao mà Hưng có thể thông minh tới mức mà Hưng chưa bao giờ dùng kem trộn vậy? Thật ra thì em chỉ tin những cái thứ mà có cơ sở, nghĩa là có nghiên cứu và có gọi là được kiểm chứng. Đa số về kem trộn, theo em biết thì những người kem trộn đều là theo kiểu là tự trộn cả. Họ thấy cái này được thì họ trộn, xong họ áp lên mặt, nhưng mà không biết là có thể là sau đó nó có những cái hậu quả lâu dài gì đó. Cái thứ hai nữa là em cũng đã nghe rất nhiều tác hại của kem trộn rồi, từ nhiều nguồn luôn chứ không phải là một hai nguồn. Cho nên là em ngay từ đầu là đã tránh xa rồi. Trang thấy là có rất là nhiều bạn sử dụng thuốc rượu để trị mụn đó. Thậm chí là một số bạn là các bạn biết tác hại của rượu luôn, nhưng mà các bạn vẫn sử dụng. Hưng có thể chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm là bằng cách nào mà ngay từ đầu Hưng có thể kiểu như là đi đúng hướng, con đường chánh đạo ngay từ đầu mà không phải là bị rẽ như vậy á. Tại vì có rất là nhiều bạn là ngay từ đầu các bạn đã chỉ biết một đến mỗi kem trộn thôi, các bạn không biết đến những cái phương pháp khác. Đừng có ham cái kết quả nhanh chóng á. Tại vì theo em thì không có một cái gì nó bền mà đến từ một kết quả ngay lập tức cả. Dạ. Trước đó mình hiểu cái đó rồi, cho nên mình sẽ mất cái niềm tin ở những cái chỗ quảng cáo như vậy. Và khi mất niềm tin rồi thì mình sẽ tự động đánh xa. Xong rồi mình sẽ kiểu như là như Hưng mình sẽ hay lên YouTube đúng không? Thì thay vì kiểu như là mình xem những cái quảng cáo thì mình sẽ lên YouTube, xong rồi mình xem những beauty blogger nói, thì ít ra là họ cũng sẽ giúp cho mình cảnh tỉnh được về cái vấn đề kem trộn đúng không? Và nếu như mà mình muốn sử dụng sản phẩm á, thì thay vì mình đi mua bậy bạ đâu đó thì mình phải mua ở những nơi mà kiểu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoặc là phải đến những cái nơi mà người ta tư vấn rất là có tâm và mình thấy người ta có kiến thức. Thì tiện về kem trộn thì cho xin một phút quảng cáo đi. Tại vì brand của Trang cũng là một sản phẩm Việt Nam. Đôi khi có một số bạn thì các bạn vẫn sẽ có một suy nghĩ là cứ mỹ phẩm Việt Nam sẽ là auto là kem trộn. Đối với Hưng thì có phải là 100% mỹ phẩm Việt Nam thì đều là kem trộn hay là như thế nào? Tất nhiên là không. Mình không thể hơi đủ cả nắm được. Cái nào cũng vậy, đấy là trong cuộc sống của bạn, trong chăm sóc da. Kiểu là nếu mà mình cứ vơ đủ cả nắm thì mình vô tình bỏ qua những cái mà tốt chẳng hạn. Còn trước đây em cũng có nghe một số cái sản phẩm của Việt Nam cũng khá là có tiếng, như là Moracao hoặc là Thái Dương. Thì cái đó không phải là thì chuyên về mỹ phẩm, nhưng mà những cái sản phẩm chẳng hạn như dầu gội hay là gì đó của họ Việt Nam nhưng mà cũng rất là tốt. Cho nên là không phải có cái gì của Việt Nam cũng xấu. Fan của tôi quá là gọi là gì, open mind và có những cái suy nghĩ rất là độc đáo và cởi mở. Tại vì thực ra là Trang cũng gặp nhiều bạn á, nhiều khi cũng rất là tủi thân. Giống như gần đây đúng không, ở trên fanpage của Twin Skin, trong một cái đánh giá hay Trang đọc được, có một bạn hỏi là cái này có phải kem trộn không? Thì kiểu mình rất là chạnh lòng, kiểu như là mình đang cố gắng mình cải thiện cái nền văn hóa mỹ phẩm ở Việt Nam. Nghe thì nó rất là to tát, nhưng mà nếu như không có những người bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên thì Trang nghĩ là không bao giờ hình thành nên một cái văn hóa nào đặc biệt cả. Chẳng hạn như ở Hàn hay ở Trung hay ở Nhật, họ cũng phải từ rất là lâu đời, từ những cái người đặt những cái viên gạch đầu tiên lên thì họ mới bắt đầu bây giờ họ có cả một cái nền văn hóa làm đẹp mà được cả thế giới người ta ngưỡng mộ. Thì kiểu như là trong lúc bản thân mình đang rất là cố gắng mình cải thiện cái điều đó thì kiểu như nói một câu mình cảm giác như là một cái nhát dao đâm vào tim mình, kiểu rất là tủi thân á. Nên là Trang chỉ mong muốn một điều rằng là như Hưng nói vậy đó, trong cuộc sống cũng vậy mà trong chuyện làm đẹp cũng vậy, mình không nên vơ đũa cả nắm. Ở đâu cũng sẽ có cái tốt và cái xấu, không phải lúc nào những cái sản phẩm nước ngoài cũng sẽ là perfect, hoặc là không phải lúc nào các cái sản phẩm từ Việt Nam cũng đều là xấu hết. Tùy thuộc vào cách mọi người nhìn nhận nó như thế nào và tìm hiểu nó như thế nào thôi. Tiện đang deep đi, trước khi đi vào cái round 3 là lại tiếp tục sát phạt nhau, thì Trang muốn cảm ơn Hưng. Thực tế thì Hưng là một trong những subscriber mà tìm hiểu rất là kỹ, không chỉ là về Trang mà còn cả về Twin nữa. Thì khi đó là Hưng có đăng ký bên Trang mà cái cuộc gọi bên Trang có mấy cái gói tư vấn, sẽ có gói miễn phí, gói VIP và cuối cùng là gói gặp chuyên gia, thì hoặc là gặp Trang hoặc là gặp bác sĩ da liễu của bên Trang. Thì Hưng gặp Trang, thì khi nhấc máy lên thì Trang nhớ cho nói với Hưng là Hưng ơi, hiện tại thì thực sự là không biết là cái chi phí Hưng có thể dành cho việc chăm sóc da như thế nào, bởi vì khi biết chi phí như thế nào thì bản thân Trang cũng sẽ dễ dàng thiết kế cho Hưng một cái quy trình nó phù hợp. Xong Trang nhớ hoài Hưng nói một câu là em đã tìm tới chị và em cũng đã tự tìm hiểu rất là kỹ rồi,
thì cần những cái gì thì chị cứ nói cho em biết. Nhớ nhớ cứ nói đâu. Yeah. Thì khi mà Hương nói câu đó, kiểu bản thân mình cảm giác rất là sướng. Sướng không phải là vì là mình có thể bán được nhiều sản phẩm hơn cho bạn, mà mình sướng là vì là đây đúng là cái người khách hàng mà mình hướng tới, đây là người subscriber mà mình hướng tới, nghĩa là chịu khó tìm hiểu và chủ động trong cái việc chăm sóc da, chủ động trong việc ra quyết định về câu chuyện làm đẹp của mình, và họ có một cái sự tin tưởng với mình như vậy, thì lúc trong cái quá trình chăm sóc da chắc chắn là nó sẽ đẹp, nó sẽ vui vẻ chứ nó không có căng thẳng. Thông qua cái cuộc gặp gỡ này, Trang rất là thực sự rất là cảm ơn Hương vì điều đó. Thôi được rồi, qua chuyên mục sâu đi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trường đua. Trang vừa mới phải uống một ly nước muối. Ok, và bây giờ tụi Trang sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Round 3. Mẹ có nấu ăn được không? Đáp án của chị Trang là nấu cũng được. Hoặc là chị biết các món như luộc trứng, luộc rau, cắm cơm. Không, mình đoán là câu A. Thế mà Trang là một người biết nấu ăn. Hay quá. Đúng. Yeah. Mình khó về Trang rồi. Nấu ăn những món đơn giản, không biết nấu. Câu này thì em là quá dễ luôn á. Vậy hả? Ừ nhỉ. Ai cũng phải biết nấu những món đơn giản, chẳng hạn như là luộc trứng hoặc là luộc rau đúng không? Vậy thì đáp án sẽ là biết nấu những món đơn giản. Dạ. Tôi biết nấu món gì? Cũng kho thịt mà xương xương thôi chị. Tại là mà kho cho nó ăn được thôi. Cũng luộc rau luộc trứng. Ok, yeah, cả hai đứa cũng không hiểu. Trang hiểu rằng là các bạn đang muốn hỏi mình là cái câu chuyện ăn uống thì nó sẽ liên quan như thế nào đến câu chuyện skincare của mình. Thì không biết là trong quá trình mà Hưng điều trị mụn thì Hưng đã ăn uống như thế nào, có điều gì đặc biệt không? Thật ra đặc biệt thì không. Có uống bổ sung trên thuốc cái giải độc gan thôi. Đúng rồi, cũng tuân thủ là không có ăn đường sữa này, không uống đường sữa, không có ăn mấy cái đồ chiên dầu nhiều. Là đi ngủ sớm. Uống thêm nước thôi. Cũng đơn giản đúng không? Không phải quan nhiều với cục. Tại vì cái lúc mà Trang làm vlog mà ăn gì hết mụn đó, xong rồi Trang chia ra các nhóm dinh dưỡng, xong rồi Trang nói với mọi người là phải ăn uống gì, thì mọi người kêu trời ơi làm sao mà ăn, em chết, em không ăn đường em chết, em không ăn cơm em chết, kiểu vậy á. Nhưng mà rõ ràng là cũng không quá khó khăn gì đúng không? Món ăn uống thích của Hương là gì? Thật ra là em cũng không quá cầu kỳ, chuyện ăn uống cũng không có thích một món cụ thể gì cả, kiểu ngày hôm đó tự nhiên thèm cái gì thì ăn cái đó thôi. Món gì bật vô trong đầu là ăn, còn không biết món gì. Vậy thì Hưng có thắc mắc gì về chuyện ăn uống của Trang không? Trong chuyện Trang điều trị mụn không? Em nghĩ là chắc chị cũng phải ăn uống khá là nghiêm ngặt để giữ được cái làn da mà. Tại vì thật ra là bản thân Trang là một, Trang đang có cái suy nghĩ là Trang sẽ ăn chay trường đó. Tại vì không hiểu sao á, gần đây mình có cảm giác là mình ăn thịt cá tự nhiên cái người của mình nó cứ bị nhợn và không phải có bầu đâu mọi người. Không phải đâu. Nhưng mà ý là tự nhiên mình có một cái cảm giác là mình cứ bị tội lỗi kiểu gì á, nói chung là không hiểu đó, mặc dù mình biết là cũng không tới mức là phải làm như kiểu thiên thần hay gì đó, kiểu con người mình sinh ra đã sẵn là một động vật ăn thịt rồi, mình cũng không cần thiết là phải thể hiện như kiểu là mình. Nhưng mà không hiểu tại sao gần đây Trang lại có một cái cảm giác như vậy, và Trang đang tìm hiểu về cách ăn uống để mà mình bổ sung các loại hạt. Rồi mình chỉ ăn rau củ quả thôi, tuy nhiên là vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng và nó vẫn giúp cho làn da của mình được trẻ và đẹp. Tại vì Trang có đọc thì có một cái bộ lạc nào mà họ kỳ lạ lắm, họ sống ở trong rừng rất là tách biệt với thế giới bên ngoài, và họ chỉ ăn thịt vào những dịp đặc biệt như là dịp đám cưới thì thôi, còn bình thường thì họ đều ăn những loại hạt rồi loại rau củ, và tuổi thọ của những người ở đó là khoảng 93 tuổi, tuổi thọ trung bình, và họ gần như là không ghi nhận bất cứ một trường hợp ung thư nào hết. Và những người phụ nữ ở đó thì người ta bảo là, Trang cũng có xem những cái hình, thì kiểu như là khoảng cỡ họ rơi vào khoảng 70-80 tuổi nhưng mà da của họ chỉ khoảng cỡ 50 tuổi. Thì Trang thấy là một điều rất là đáng để mà Trang có thể thử. Để Trang thử xong đã. Để Trang thử xong đã, Trang coi có ok hay không thì Trang sẽ chia sẻ với mọi người. Nhưng mà trên cả thì Trang và Hưng cũng đều đồng ý với nhau rằng là để mà mọi người muốn hết mụn á, thì nhiều khi mình phải khóa cái miệng của mình lại tí đúng không? Tại vì chẳng có thể là như Trang và Hưng thì tụi mình đã quen với cách ăn uống là dễ dễ rồi. Mình cũng không phải là người quá bị nghiện đồ ăn kiểu trà sữa hoặc là đường. Nhưng mà có một số bạn thì Trang biết là sẽ rất là vất vả để mà phải trải qua giai đoạn này, là bởi vì mọi người quá thích ăn
đồ ngọt, rồi mọi người rất là thích ăn vặt, ăn đồ chiên xào á, thì mình cố gắng là thật ra trước đây em cũng hay uống trà sữa hả? Nhưng mà kiểu là từ khi bước vào chăm sóc da, mình biết là mình không thể là, nếu mà mình uống thì mình sẽ lãng phí tiền mỹ phẩm vậy đó, kiểu vậy đó. Cho nên là mình không có muốn bỏ, phải bỏ thêm tiền để chữa cái phần mà nó bệnh do trà sữa gây ra nữa, cho nên lúc đó cắt giảm. Hợp lý. Có nghĩa là bây giờ bỏ 60.000 để uống trà sữa thì tốn luôn cả 600.000 mua mỹ phẩm xài đúng không? Vậy là tốn một công mà đôi đường luôn. Đúng rồi, đó là cái cách suy nghĩ ở Trang hay bí quyết hay á. Tại sao Trang không nghĩ ra cái đó để chia sẻ với mọi người nhỉ? Một bí quyết là mọi người trước khi mình đặt cái gì lên miệng mình ăn mà mình biết rằng nó không tốt cho da của mình, nó không tốt cho tình trạng mụn của mình, thì hãy nghĩ đến việc là số tiền mình đã bỏ ra mua mỹ phẩm như thế nào. Lúc đó mình sẽ lý trí lại, mình sẽ dằn con tim lại và mình sẽ không ăn. Ok, hai mình đã không phải uống. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo nào. Round 4. Trang nghĩ là Trang biết đáp án đúng không này? Em cũng có thể đoán ra được ạ. Tính cách thực sự của bạn là gì? Nếu mà diễn tả, Hưng sẽ có đáp án là lầy và nghiêm túc. Theo mọi người, khuôn mặt này là lầy nghiêm túc sau cặp mắt kính này. Trang đoán là không nghiêm túc đâu. Trang đoán là cũng có một cái sự nổi loạn nào đó ở trong đó. Tại vì là kiểu nếu mà bạn quá nghiêm túc thì có khi bạn không có mặt ở đây rồi. Đúng không? Kiểu khi mình cũng phải lầy lầy, mình thích cái sự trải nghiệm. Bởi vì người mà có cái tính lầy lầy ấy, không phải là không tốt, mà là có một cái mặt rất là hay, đằng sau đó thì họ rất là ưa thích sự trải nghiệm, họ có một cái sự lì lợm nhất định, họ không thích bỏ cuộc. Và cái sự lầy của họ đôi khi mang lại niềm vui cho mọi người. Chắc là Hưng là một người lầy. Dạ đúng rồi. Này, thật ra là cũng tùy chuyện, nhưng mà thì kiểu là em thấy là cái phần lầy em nhiều hơn cái phần nghiêm túc. Kiểu là mà chỉ khi mình làm một cái việc gì đó mà cần có kết quả thì mình sẽ nghiêm túc. Nhưng mà đa số là kiểu là khi giao tiếp với những người mà những người đã quen biết lâu rồi, hoặc là mình không còn cảm thấy e dè nữa thì em rất là lầy. Thật ra là nó nhiều lắm. Nhưng mà lúc mới đầu gặp hoặc là mới bắt đầu, thậm chí mới đầu làm việc cũng vậy, cũng khá là chậm. Nhưng mà khi đã quen rồi thì mình sẽ bắt đầu nhanh hơn. Và giao tiếp với ai thì quen rồi thì mình sẽ nói nhiều hơn. Vậy thì theo Hưng thì Trang là tiếp người như thế nào? Ở đây chỉ có đáp án là dễ tính, là khó tính, khắc khe. Theo em chắc cũng mặt nào cũng có thôi, tùy vào cái việc mà mình làm. Nhưng mà theo em thì chắc là dễ tính được hơn. Sai rồi. Trang là một người cực kỳ khó tính và khắt khe thiệt luôn. Có nghĩa là cái phần dễ tính trong con người Trang rất ít luôn á. Chúc mừng. Tại sao Hưng lại nghĩ Trang dễ tính vậy? Lúc mà còn tỉnh táo là phải hỏi Hưng. Tại sao Hưng chắc là qua cái cách mà mình giao tiếp là vậy. Có thể là dễ tính trong mặt. Thì như ngay từ đầu em nói đó, chắc là phải tổng hòa nhiều yếu tố, vậy là tùy vào tình huống mình khó tính hay dễ tính. Trang là chỉ có dễ gần thôi. Hưng đang bị nhầm lẫn giữa dễ gần và dễ tính rồi. Bản thân Trang là một người rất là dễ gần, gặp ai Trang cũng có thể nói chuyện vui vẻ với mọi người và lúc nào mình cũng sẽ tích cực nhất để mình tiếp cận mọi người. Đa phần trong cuộc sống thì Trang là một người rất là khó tính và thậm chí có thể nói là khắt khe nữa. Chẳng hạn như trong chuyện Trang làm nội dung vlog, hồi nãy là đã có mật mí rồi không nhớ. Thì chẳng hạn như trong lúc mà Trang làm nội dung vlog thì Trang rất là khắt khe. Trang không thích sử dụng lại những nội dung mà đã có nhiều trên các kênh khác các bạn đã làm tốt rồi, thì Trang sẽ không làm. Nếu như cũng cùng một nội dung đó mà phải làm thì Trang sẽ cố gắng tìm những tài liệu rất là mới, rất là ít có ở Việt Nam để mà làm. Hoặc là khắt khe từ trong việc trong gọi là trong chính bản thân mình nữa. Ngày nào Trang cũng rất là khắt khe với bản thân mình, kiểu mỗi tối đi ngủ Trang đều sẽ suy nghĩ là ngày hôm nay mình có làm được cái điều gì ý nghĩa không? Mình có làm được điều gì tốt không? Hay là điều gì mình không hài lòng trong ngày hôm nay không? Hoặc thậm chí có những cái vlog, ví dụ là vlog 1 của Trang á, không biết Hưng xem có đời Hưng thấy như nào, nhưng mà bản thân Trang á, Trang xem lại cái vlog đó, ôi, nghĩa là Trang muốn trốn luôn á. Nghĩa là Trang thấy là cái vlog đó mình có rất là nhiều khuyết điểm trong cách nói chuyện, rồi trong cách truyền đạt kiến thức. Và nhiều khi tới bây giờ Trang muốn gỡ cái vlog đó xuống luôn á, nhưng mà nó đang quá nhiều lần xem mọi người. nên là thôi, nếu mà bạn nào có đang xem cái vlog đầu tiên của Trang với lại bây giờ mà mọi người thấy là trời ơi sao hai tính cách khác nhau cũng vậy, hồi đầu cũng dè dặt xong bây giờ kiểu bạo như vậy thì mọi người cũng đừng ngạc nhiên. Ok, và được một cái là Hưng chịu phải. Chúc mừng.
lại ly rồi tiếp rồi. Mấy bà hở. May mắn quá là đẹp. Chúc mừng. Ok, như mọi người đã thấy thì sau khi bị phạt xong Hưng vẫn bình thường. Vậy uống được một ly nước lọc đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Trang ha. Thì theo Hưng thấy trong việc skin care, Hưng là người lầy hay là người nghiêm túc? Chắc là chị cũng đoán được. Nãy giờ gặp rồi thì em đã bắt cho nó tiền, số tiền đó ra rồi. Ngay từ đầu em quyết định là mình sẽ phải cải thiện cái làn da này rồi á, thì mình định hướng là phải thêm cái nghiêm túc vậy thì nó cải thiện được. Cho nên là tất cả những cái ngay từ ăn uống, từ trong ra hay từ ngoài vào á, thì đều kiểu là em đều tuân thủ theo cái hướng dẫn hết. Em nghĩ như vậy mà nó mới có thể kiểu là cải thiện được. Theo Hưng thế nào là lầy ở trong skin care? Lầy ở trong skin care mà chị mụn nó đi cho nó rõ ràng đúng không? Có thể như là mệt quá rồi đi ngủ luôn, không chăm sóc, hoặc là ăn uống chẳng hạn. Thì mình có chăm nhưng mà cái kiểu là mình vẫn giữ thói quen ăn uống cũ, ăn mấy cái đồ nóng, chiên xào đồ này, mình vẫn cứ thả tự do vậy cho bản thân vậy, cho nên là vậy chắc là lầy. Trang nghĩ lầy là có một số kiểu lầy như sau. Đầu tiên là lầy là sử dụng thuốc rượu thêm trộn để chỉ ngủ là super lầy. Còn kiểu mà lầy nhẹ nhẹ á, là hay nghe review xong rồi cứ ai review gì cũng mua, là cũng là một kiểu lầy, cũng nghĩa là mình lấy làn da của mình ra những cái nơi thí nghiệm vậy đó. Chắc là còn lầy nhẹ nhẹ là như Hưng nói, là kiểu như là mình biết cái đó nó có hại rồi, mình biết như vậy rồi nhưng mà mình vẫn không giữ được, mình vẫn thức khuya, mình vẫn ăn đồ ngọt các thứ, thì là lầy nhẹ nhẹ. Chính nghĩa là có ba cấp độ lầy như vậy trong việc mà các bạn điều trị mụn. Và thực ra là mọi người cũng không nên lầy theo kiểu nào hết đúng không? Tại vì gọi là gì, cố quá là quá cố. Mình mà lầy quá thì tình trạng da của mình sẽ không bao giờ đỡ được. Nên là nếu như nãy giờ bạn nào á mà nằm trong top 3 lầy đó của Trang thì các bạn hãy nên chấn chỉnh lại nhá. Còn Hưng thì sao, về cái chuyện Trang nghiêm túc với cả dễ tính thì Hưng có câu hỏi gì cho Trang không? Về cái chuyện đó. Nãy giờ nghe chia sẻ thì chắc là em nghe đủ rồi. Đã đoán được kiểu là cái cách chăm sóc da của chị như thế nào và là cái làm việc như thế nào rồi. Qua câu tiếp theo. Thì đừng uống cho nhanh luôn. Ok, bây giờ thì Trang sẽ qua câu cuối cùng. Final round. Câu này tụi mình có đáp án khá là giống nhau này, nhưng mà không biết là kết cục thì như thế nào. Rồi Hưng đọc đi. Câu hỏi là bạn có tin vào định mệnh không? Đáp án của chị Trang là định mệnh là do mình quyết định, hoặc là định mệnh là do trời định, mình không thể chối từ. Em nghĩ với cá tính của chị thì chị sẽ cho rằng định mệnh là do mình quyết định. Đúng rồi. Thôi bây giờ kệ đi, mình chọn chung một đáp án đi. Tại vì Hưng là subscriber của Trang và Trang nghĩ rằng tụi mình phải có cái điểm gì đó giống nhau thì tụi mình mới tự nhiên hút nhau đúng không? Nên là Trang cũng nghĩ rằng là với Hưng, một người open mind như Hưng thì sẽ là do con người tạo ra. Đó là ly giống mà Trang đã ai pha thì uống đi nhá. Tụi tôi không phải uống. Mày không phải đi. Thật sự là bây giờ Trang vẫn còn cảm giác là lâng lâng với cái ly nước muối. Kiểu cảm giác hai má mà cười một cái là nó nhức trên đây rồi mọi người. Chắc là nó bị cái gì đó đến dây thần kinh số 7 của mình. Hưng đỡ cho Hưng đỡ. Em bị âm Trang thì đang bị âm nghe má nó chưa lên tới thay dương. Chắc là Hưng uống nhiều hơn nên là nó lên tới thay dương. Mà hai đứa mà hốt hết ly chắc là lên tới não. Là kiểu không còn đủ bình tĩnh để mà trả lời tiếp luôn á. Tại sao với Hưng định mệnh là do con người tạo ra? Em thấy nhiều người họ sinh ra kiểu là có thể là gia cảnh của họ không được như kiểu là có thể gọi là nghèo á, nhưng mà sau một cái quá trình họ phấn đấu và học hỏi trau dồi á thì họ rất là thành công á, không chỉ là về tiền bạc, tại vì tiền bạc chỉ là một phần thôi. Họ có vốn sống, họ có kiến thức, họ có trải nghiệm, có nghĩa là xuất phát điểm của họ có thể là không được như nhiều người, nhưng mà cái thành quả của họ thì lại hơn nhiều. Cho nên em nghĩ là đó là những cái thứ có nghĩa là số mệnh sắp đặt cho họ ở cái cuộc sống đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái thành quả họ hưởng lại là do họ. Cho nên là em nghĩ là có thể là mình không được tự chọn, mình phải làm cái đó, mình có thể lựa chọn được cái cách sống của mình. Vậy thì với Hưng, cái chuyện mà mình bị mụn đó, bây giờ là tội của ông trời hay là tội của mình hay là như thế nào? Có thể là do cơ địa của mỗi người làm như vậy, có nghĩa là dễ bị mụn gì đó. Nhưng mà kiểu là nếu mà mình đưa ra những cái lựa chọn khá là sai lầm, như là xài
kem rượu à, kem trộn hoặc là cốc rượu hoặc là cái lối sống của mình nó không có được khoa học đó, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái việc trị mụn của mình. Cho nên là nếu mà mình có thể thay đổi những điều đó thì em nghĩ là ai cũng có thể cải thiện được. Em nghĩ định mệnh giữa tụi mình là gì? Là cái cũng vì cái làn da. Vì cái làn da mà tụi mình gặp nhau ngày hôm nay, vì chuyện skincare mà tụi mình có thêm một người bạn mới, nghe những câu chuyện mới, thì Trang cũng đồng quan điểm với Hưng. Tại vì là cái chuyện định mệnh đó, nó quan trọng. Trang nghĩ là các bạn đưa câu hỏi vào đây á, thì các bạn muốn tụi mình gửi gắm đến các bạn skincare lover một thông điệp á, là mình đừng có đổ lỗi. Khi mà mình bị mụn á, là mình không nên nói là do cơ địa mình sẵn như vậy nên mình bỏ cuộc. Đồng ý là có thể là do cơ địa của mình, nhưng mà khi mà các bạn chọn đó là nguyên nhân, mà các bạn chọn đó là cái lý do mà các bạn bị, mà các bạn không chịu cải thiện nó, thì nó sẽ càng tệ hơn. Nên là Trang nghĩ là mình không đổ lỗi, mặc dù có thể sinh ra sẵn tất cả mọi thứ nó không được như mình mong muốn, nhưng mà mình chọn cách giải quyết như thế nào thì mới là quan trọng. Thì với làn da cũng như vậy, giống như bản thân Trang và Hưng nè, đúng không? Ai mà chả mong là được như người yêu Trang, đúng không? Là đẹp, da đẹp sẵn, mình không dùng gì mà da cũng đẹp sẵn, đỡ tốn tiền, đúng không? Tuy nhiên thì hai đứa mình lại sinh ra với một làn da không được đẹp sẵn. Trang không biết là Hưng thì như thế nào, nhưng mà thật ra với Trang thì trong suốt cái quá trình mà Trang dậy thì da của Trang đã lúc nào cũng có một cái sự lốm đốm mụn rồi. Kiểu như là bạn trai cũ của Trang hay nói một câu là tại sao da em lúc nào trên da cũng không bao giờ được mịn màng vậy, tại sao lúc nào nhìn chạm vào da em nó cũng sần sần vậy. Thì có nghĩa là từ khi mà Trang dậy thì lên là da của Trang đã như vậy rồi. Không biết da Hưng thì hay là chỉ bị bùng phát mụn một thời điểm đó. Không, em nhớ là hồi đó có một đợt bị trứng cá nhiều quá, xong cái uống thuốc kiểm vô thì cũng đỡ, nhưng mà sau đó nó lại kiểu là cứ ăn mì vô là cũng đây là cục bự. Mình cũng không biết cách xử lý, thế là nó để lại sẹo rồi cũng lên. Khi mà mọi người nhìn thấy làn da của Hưng hay là làn da của Trang hiện tại, mọi người có thể thấy, nếu như mọi người không biết câu chuyện phía sau thì mọi người sẽ chỉ nghĩ là chị này làm mảng beauty mà thì da phải đẹp rồi, hoặc là anh này may mắn mà da đã đẹp rồi. Nhưng mà thực tế là không, tụi Trang đều có những xuất phát điểm về làn da, Trang phải nói là rất là thấp chứ không phải là từ vạch đích. Tuy nhiên là tụi Trang đã tìm đủ mọi cách khoa học nhất đi ha, đó chứ không phải là đủ mọi cách theo kiểu là bất chấp, để có được làn da như hiện tại, để có thể vui vẻ rồi rất là tự tin khi mà nói chuyện với mọi người. Và Trang chỉ muốn kết thúc lại cái vlog này cũng như là cái câu chuyện này ở một câu nói của Bill Gates mà Trang nghĩ là rất là hay: nếu như mà bạn sinh ra trong nghèo khó thì đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu mà bạn chết đi trong nghèo khó thì chắc chắn là lỗi của bạn rồi. Nên là nếu như mọi người sinh ra không có làn da đẹp thì không phải lỗi của bạn, nhưng nếu như khi về già mà da của bạn đầy đủ với tất cả những tổn thương ở trên da mà không đỡ thì Trang nghĩ phần lớn là do lỗi của bạn. Trang nghĩ là tụi mình nên nói một điều gì đó để kết thúc cái vlog này ha. Nãy giờ Trang nói hơi nhiều rồi, cũng như là lần đầu tiên Hưng lên vlog của Trang, thì Hưng có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn không? Thì chắc là mình chúc mấy bạn mau hết bụng đi. Và câu mà khi nào chị Trang cũng nhắc trong cái vlog của mình á, là chúc mấy bạn luôn xinh đẹp và yêu đời. Chọn. Rồi, tụi mình bye bye mọi người ha. Bye, hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. À, đừng quên like và subscribe kênh của Trang để trở thành subscriber của Trang. Và một ngày nào đó biết đâu được chúng ta sẽ gặp nhau trong chiếc vlog tiếp theo, đúng không nào?